tham vọng nguy hiểm của chân rết IS gây ra vụ tấn công gần Moscow. ISISK công bố video tấn công bên trong nhà hát Moscow. Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa tuyến đường tiếp viện huyết mạch của Nga. Ukraine tung bằng chứng hạ hai tên lửa siêu vật âm mới của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin chỉ ra điểm yếu của Nga. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. ISISK là nhà nước Hồi giáo ở Khorasan hiện đang hoạt động ở Afghanistan, Pakistan và Iran, nhưng đã nhắm tới châu Âu và xa hơn nữa. Tháng 3 năm 2019, một lực lượng dân quân người Cốt và Ả Rập do Mỹ hậu thuẫn đã đánh đuổi các chiến binh nhà nước Hồi giáo IS tự xưng khỏi một ngôi làng ở miền đông Syria, vùng lãnh thổ kiểm soát cuối cùng của nhóm này. Kể từ đó, tổ chức từng thành lập một vương quốc tự xưng trên khắp Iraq và Syria đã di căn thành một nhóm khủng bố truyền thống hơn. Một mạng lưới các mắt xích bí mật từ Tây Phi đến Đông Nam Á, tham gia vào các cuộc tấn công du kích, đánh bom và ám sát có chủ đích. Không có chi nhánh nào của IS hoạt động không ngừng nghỉ như nhà nước Hồi giáo ở Khorasan, ISISK, hoạt động ở Afghanistan, Pakistan, Iran. Nhóm này đã đặt mục tiêu tấn công châu Âu và hơn thế nữa. Các quan chức Mỹ cho biết, nhóm này đã thực hiện vụ tấn công gần Moscow hôm 22 tháng 3. Hồi tháng 1 năm nay, ISISK đã thực hiện vụ đánh bom kép ở Iran, khiến nhiều người thương vong tại lễ tưởng niệm cựu tướng hàng đầu của Iran, Qasem Soleimani, người đã bị máy bay không người lái UAV của Mỹ sát hại 4 năm trước đó. Mới đây, khi phát biểu trước một ủy ban thượng viện, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ bà Avril Haines đã nói rằng mối đe dọa từ IS vẫn là mối lo ngại đáng kể về chống khủng bố. Hầu hết các cuộc tấn công do IS thực hiện trên toàn cầu đều thực sự xảy ra ngoài Afghanistan, bên ngoài lãnh địa của IS. Hôm 21 tháng 3, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, tướng Michael E. Corrella, cũng phát biểu với một ủy ban hạ viện rằng ISISK vẫn duy trì khả năng và ý chí tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây ở nước ngoài trong vòng chỉ 6 tháng mà không có hoặc rất ít cảnh báo. Hôm 24 tháng 3, các chuyên gia chống khủng bố của Mỹ đã bác bỏ nghi vấn của Điện Kremlin rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công nhà hát Krakow City Hall. Một học giả về chủ nghĩa khủng bố tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Brooke Hoffman cho biết, phương thức hoạt động trong vụ tấn công ở Moscow là kiểu cổ điển của ISIS. Ông Hoffman nói rằng Krakow City Hall là địa điểm tổ chức biểu diễn âm nhạc thứ ba ở Bắc Bán Cầu mà IS đã tấn công trong thập kỷ qua. Trước đó là các vụ tấn công vào nhà hát Bataclan ở Paris vào tháng 11 năm 2015 và vụ đánh bom tại buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Ariana Grande ở Manchester Arena, Anh vào tháng 5 năm 2017. ISISK được thành lập vào năm 2015 bởi các thành viên bất mãn của Taliban tại Pakistan đã phát triển bùng nổ sau khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan vào năm 2021. Trong thời gian quân đội Mỹ rút khỏi nước này, ISISK đã thực hiện một vụ đánh bom tại sân bay quốc tế ở Kabul vào tháng 8 năm 2021, khiến hàng chục quân nhân Mỹ và hàng trăm thường dân thiệt mạng. Kể từ đó, Taliban đã chiến đấu với ISISK ở Afghanistan. Theo các quan chức chống khủng bố của Mỹ, cho đến nay, các cơ quan an ninh của Taliban đã ngăn chặn nhóm này chiếm giữ lãnh thổ hoặc tuyển mộ số lượng lớn các cựu chiến binh Taliban. Nhưng mức độ và phạm vi tấn công của ISISK đã tăng lên trong những năm gần đây, với các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan và ngày càng nhiều âm mưu ở châu Âu. Hầu hết những âm mưu của chúng ở châu Âu đều bị ngăn chặn, khiến tình báo phương Tây đánh giá rằng nhóm này có thể đã đạt đến giới hạn trong khả năng của mình. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, ba người đàn ông đã bị bắt tại bang North Rhine-Westphalia của Đức vì bị cáo buộc vào kế hoạch tấn công nhà thờ Karlsruhe. Các cuộc đột kích có liên quan đến 3 vụ bắt giữ khác ở Áo và một vụ ở Đức vào ngày 24 tháng 12 cùng năm. 4 người này đã bị bắt giữ, được cho là hành động ủng hộ ISISK. Các quan chức chống khủng bố của Mỹ và các nước phương Tây khác cho biết, những âm mưu này được tổ chức bởi các phần tử cấp thấp, chúng bị phát hiện và ngăn chặn tương đối nhanh chóng. Cuối năm ngoái, phát biểu tại một ủy ban hạ viện Mỹ, người đứng đầu Trung tâm chống khủng bố quốc gia Christine S. Abisai nói, cho đến nay, ISISK chủ yếu dựa vào các thành viên thiếu kinh nghiệm ở châu Âu để tìm cách thúc đẩy các cuộc tấn công dưới danh nghĩa của chúng. Nhưng có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy ISISK đang rút được kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Tháng 1 năm nay, những kẻ tấn công đeo mặt nạ đã tấn công một nhà thờ Công giáo La Mã ở Istanbul. Ngay sau đó, IS đã nhận trách nhiệm. Lực lượng thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 47 người, hầu hết là công dân Trung Á.
Kể từ đó, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các hoạt động phản công quy mô lớn nhằm vào các nghi phạm IS ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi đầu năm nay, một số cuộc điều tra của châu Âu đã làm sáng tỏ tính chất toàn cầu và liên kết của nguồn tài chính cho IS, trong đó xác định Thổ Nhĩ Kỳ là trung tâm hậu cần cho các hoạt động của IS-IFK ở châu Âu. Các quan chức chống khủng bố cho biết, các cuộc tấn công ở thủ đô Moscow và Iran thể hiện sự tinh vi hơn, cho thấy mức độ lập kế hoạch cao hơn và khả năng khai thác các mạng lưới cực đoan địa phương. Nhà phân tích chống khủng bố tại Sufan Group, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại New York, Colin P. Clarke cho biết, IS-IFK đã tập trung vào Nga trong 2 năm qua. Chúng cáo buộc Điện Kremlin có liên quan đến người Hồi giáo, ám chỉ sự can thiệp của Moscow ở Afghanistan, Chechnya và Syria. Một phần đáng kể các thành viên của IS-IFK có nguồn gốc Trung Á, trong khi có một lượng lớn người Trung Á sống và làm việc tại Nga, ông Clarke cho biết, một số cá nhân trong số này có thể đã bị cực đoan hóa và đảm nhiệm chức năng hậu cần, tàng trữ vũ khí. Chuyên gia chống khủng bố tại Đại học Georgetown Daniel Bayman cho biết, IS-IFK đã tập hợp các chiến binh từ Trung Á và Kafka dưới trướng, và chúng có thể chịu trách nhiệm về vụ tấn công Moscow trực tiếp hoặc thông qua mạng lưới của chúng. Chính quyền Nga và Iran dường như đã không coi trọng những cảnh báo công khai và chi tiết hơn của Mỹ về âm mưu tấn công của IS-IFK hoặc bị phân tâm bởi những thách thức an ninh khác. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrea Watson cho biết, đầu tháng 3, chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin với Nga về một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch ở Moscow. Chúng tôi cũng đã đưa ra lời khuyên công khai cho người Mỹ ở Nga vào ngày 7 tháng 3. IS-IFK hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này, không hề có sự liên quan nào của Ukraine. Hôm 24 tháng 3, các chuyên gia chống khủng bố bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công ở Moscow và Iran có thể tạo động lực cho IS-IFK tăng cường nỗ lực tấn công ở châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, Bỉ, Anh và các quốc gia khác. Một sự kiện lớn trong mùa hè này khiến nhiều quan chức chống khủng bố lo lắng. Cựu quan chức chống khủng bố hàng đầu của Liên Hợp Quốc, hiện là cố vấn cấp cao cho dự án chống chủ nghĩa cực đoan, Edmund Fitton Brown cho biết, tôi lo lắng về Thế vận hội Paris, đó sẽ là mục tiêu khủng bố cấp cao. Mới đây, nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, Khorasan, IS-IFK, nhóm nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà hát Krokus ở Moscow, đã công bố đoạn video do một kẻ tham gia cuộc tấn công quay lại cho thấy các tay súng đã tấn công nhiều người ngay khi vừa bước vào nhà hát. Video được công bố trên kênh Telegram của hãng thông tấn Amak liên kết với nhóm IS. IS-IFK là một chi nhánh của IS. Hãng truyền thông Mỹ CNN đã định vị địa lý video và xác định video này được quay tại nhà hát Krokus, nơi xảy ra vụ tấn công đêm 22 tháng 3. Theo CNN, dữ liệu nhận dạng các tay súng trong video đã bị xóa. Đoạn video dài 1 phút 31 giây cho thấy cận cảnh một trong những tay súng đã tấn công nhà hát. Theo CNN, có 4 kẻ tấn công đã bị làm mờ mặt và giọng nói của chúng cũng đã bị thay đổi để tránh bị nhận dạng. Trong video, một kẻ tấn công được phát hiện đang ra hiệu cho một tay súng khác. Sau đó, kẻ này đi ngang qua cánh cửa để tấn công những người đang có mặt ở đó. Đoạn phim kết thúc với cảnh 4 kẻ tấn công bước vào bên trong tòa nhà. Trong khi đó, ngày 23 tháng 3, truyền thông nhà nước Nga đã công bố video các nhân viên thực thi pháp luật thẩm vấn 3 người đàn ông bị nghi ngờ trực tiếp thực hiện vụ tấn công tại phòng hòa nhạc. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt, trong đó có 4 kẻ được cho là tham gia tấn công. Trong một cuộc thẩm vấn, một nghi phạm đã thừa nhận trực tiếp tham gia vụ tấn công vì tiền. Theo một video thẩm vấn được hãng thông tấn RIA Novosti chia sẻ, nghi phạm tự nhận tên là Samsudin Faridun, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1998. Faridun thừa nhận hắn đã được hứa trả 1 triệu rúp, tương đương 10.800 đô la Mỹ để thực hiện vụ tấn công, một nửa số tiền đã được chuyển khoản. Nghi phạm cũng nói thêm rằng hắn không biết danh tính của những cá nhân trả tiền cho hắn để thực hiện vụ tấn công. Nghi phạm cho biết những kẻ thuê hắn đã liên hệ qua ứng dụng tin nhắn Telegram. Một video khác cho thấy một nghi phạm khác tự nhận mình là Rajab Alizadeh. Người thẩm vấn đã hỏi nghi phạm này về nơi vứt vũ khí. Alizadeh trả lời, đâu đó dọc đường. Sau vụ tấn công vào nhà hát Krokus ở Moscow, nhiều nhà lập pháp có tiếng ở Mỹ đã cảnh báo IS-IFK có thể tấn công nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết FBI xác nhận tồn tại một mạng lưới buôn lậu chuyên buôn người bất hợp pháp có quan hệ với IS vào Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Mike McCorn, mối đe dọa về một cuộc tấn công ở Mỹ đã tăng cao do cuộc rút quân vụng về, hỗn loạn theo lệnh của Tổng thống Joe Biden khỏi Afghanistan. Điều này tạo điều kiện cho IS-IFK có nơi ươm mầm để huấn luyện và thực hiện các cuộc tấn công. Ông McCorn cho biết sau cuộc rút quân, khả năng tình báo, giám sát, trinh sát của Mỹ ở Afghanistan suy giảm nghiêm trọng, khiến Mỹ gặp nguy hiểm hơn vì nơi đây là nơi huấn luyện chiến đấu cho các chiến binh IS. Khi được hỏi liệu IS-IFK có thể tấn công nước Mỹ hay không, ông McCorn thừa nhận, tôi nghĩ có, vì tôi nghĩ châu Âu cũng đang lo ngại. Ngày 26 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Trung ương Nga Erefik
Alexander Bastrykin đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tiến độ điều tra vụ tấn công xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall. Ông Alexander Bastrykin cho biết, cơ quan điều tra đã thiết lập được đầy đủ trình tự thời gian vụ tấn công diễn ra và bắt giữ thêm những kẻ liên quan. Theo lời Chủ tịch Erefik, sau khi bị bắt giữ và thẩm vấn, các nghi phạm đã khai ra chi tiết về kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công. Ông Bastrykin nói, tất cả các bị cáo, trong khi thẩm vấn và trước tòa, đều thừa nhận tội lỗi của mình và đưa ra lời khai chi tiết về các tình tiết phạm tội, về kẻ chủ mưu và những người đã hỗ trợ cho hành động của vụ tấn công. Lãnh đạo Erefik cho biết, từ lời khai của nghi phạm, lực lượng chức năng đã bắt thêm 3 đồng phạm của những kẻ tấn công, những kẻ đã cung cấp cho nghi phạm một căn hộ và một chiếc ô tô, cũng như việc chuyển tiền cho chúng. Tại căn hộ nơi nghi phạm ẩn náu, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1.000 tang vật liên quan đến vụ tấn công. Chủ tịch Erefik cho biết thêm, hơn 200 cuộc khám xét đã được tiến hành. Ngoài dấu vân tay của nghi phạm, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều trang tài liệu liên quan tới vụ tấn công khủng bố. Ngày 26 tháng 3, Tòa án Basmani của vùng Moscow tuyên bố bắt giữ 4 bị cáo thực hiện vụ tấn công tại Crocus City Hall. Do yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra, phiên xử được thực hiện kín. Các bị cáo Dalezon Mirzoev, 32 tuổi, Racha Balizoda Saida Krami Murodali, 30 tuổi, Samsidin Fariduni, 25 tuổi và Muhammad Sobir Faizov, 19 tuổi, bị giam giữ đến ngày 22 tháng 5 năm 2024 với cáo buộc khủng bố. Các bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới tù chung thân. Cùng với đó, cơ quan điều tra đã xác định và thiết lập được trình tự thời gian đầy đủ của vụ tấn công. Theo ông Bastrykin, vụ tấn công đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng. Những kẻ tấn công được trang bị súng trường tự động đã đến bãi đậu xe lúc 18 giờ 54 phút theo giờ địa phương và bắt đầu chờ đợi khán giả. Đến lúc 19 giờ 58 phút, các bị cáo nổ súng vào người dân trên đường phố, sau đó tấn công những người có mặt trong nhà hát. Đến 20 giờ 11 phút, các bị cáo phóng hỏa Crocus City Hall và sau đó rời khỏi hiện trường gây án. Trong cuộc họp sáng 26 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, vụ tấn công đã khiến cho nhiều gia đình mất mát. Vì vậy, tội ác này phải bị trừng trị. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng mọi nạn nhân và thân nhân đều được giúp đỡ. Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin lưu ý rằng thủ đô đã bắt đầu cung cấp gói hỗ trợ cho các nạn nhân và thân nhân những người bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Các nạn nhân được hưởng chế độ điều trị cao nhất và thủ đô cũng cung cấp nhà ở và thực phẩm cho người thân đến Moscow để nhận dạng hoặc tìm kiếm người thân mất tích trong vụ này. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ mới đây, binh sĩ Ukraine cho biết họ liên tục gặp vấn đề khi kết nối với Starlink trong thời gian qua, đồng thời cho biết phía Nga dường như cũng đang sử dụng hệ thống Internet vệ tinh này. Theo các quân nhân Ukraine trên tiền tuyến, tốc độ kết nối với Starlink đã giảm trong những tháng qua và họ gặp tình trạng chập chờn khi cần dùng dịch vụ Internet. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Cả Starlink, công ty vận hành SpaceX và tỷ phú Musk đều từ chối bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, các chuyên gia và binh sĩ cho rằng việc có nhiều hệ thống Starlink trong cùng một khu vực chiến đấu ở hai bên tiền tuyến có thể ảnh hưởng tới tốc độ kết nối. Ukraine đã nhận hàng chục nghìn anten Starlink kể từ đầu chiến sự với Nga. Starlink đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine khi quân đội Nga phá hủy hệ thống liên lạc của đối thủ. Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh cũng như điều khiển các thiết bị không người lái tấn công Nga. Sự đóng góp của ông Musk là quan trọng vì trong tác chiến hiện đại, với các đối thủ mạnh hơn, việc có một mạng lưới vệ tinh thông tin liên lạc mạnh mẽ được xem là vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, tình thế đang trở nên bất lợi với Ukraine do sự không ổn định của Starlink. Một binh sĩ vận hành hệ thống liên lạc ở Zaporizhia tên Misa phàn nàn rằng vấn đề về kết nối bắt đầu xuất hiện từ 3 tuần trước. Misa cho biết, chúng tôi bắt đầu nhận thấy chất lượng kết nối kém. Hệ thống liên tục trục trặc, cần phải khởi động lại để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, ngay sau đó tốc độ bắt đầu giảm và kết nối lại bị ngắt. Những rắc rối này khá khó chịu. Một binh sĩ vận hành UAV ở Zaporizhia cho biết, đơn vị của anh gặp vấn đề với Starlink từ tháng 1. Quân nhân Anton thuộc lữ đoàn cơ giới 65 cho biết, trước năm 2024, tốc độ cao hơn nhiều, giờ đây nó giảm chỉ còn một nửa. Tôi đọc được thông tin về việc Nga đã mua Starlink thông qua quốc gia thứ ba và sử dụng chúng ở tiền tuyến. Theo người này, số lượng vệ tinh Starlink tương tự hiện đang phục vụ số lượng thiết bị kết nối nhiều gấp đôi, vì vậy, tất nhiên tốc độ sẽ giảm xuống. Nhiều đơn vị Ukraine khác cũng thừa nhận họ gặp vấn đề với kết nối tới Starlink trong thời gian qua. Hồi tháng 2 năm nay, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU cho biết lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink trên chiến trường. Theo DIU, quy mô sử dụng Starlink của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và đang trở nên có hệ thống. Cả ông Merck và Nga sau đó đã bác bỏ thông tin này. Tháng trước, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov tiết lộ Kiev đang làm việc với SpaceX để tìm cách vô hiệu hóa các thiết bị đầu cuối Starlink
mà Nga sử dụng trong vùng chiến sự. Tuy nhiên, hiện chưa rõ quá trình này đã được thực hiện từ đầu. Ngày 25 tháng 2, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU, ông Vasyl Maliuk cho biết, Nga không còn sử dụng cầu Crimea để vận chuyển vũ khí đến bán đảo Crimea sau khi cây cầu bị hư hại do hàng loạt vụ tấn công của Kiev. Ông Maliuk nói, trước kia, mỗi ngày có từ 42 đến 46 chuyến tàu chở vũ khí, đạn dược chạy qua đây. Hiện nay chỉ còn 4 đến 5 chuyến mỗi ngày, gồm 4 chuyến tàu chở khách và 1 chuyến tàu chở hàng. Cầu Crimea, hay còn gọi là cầu Kech, được Nga xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018, sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cách đây hơn 2 năm, cầu Crimea đã trở thành tuyến đường huyết mạch để tiếp tế vũ khí, đạn dược và binh sĩ cho lực lượng Nga ở Ukraine. Cũng vì lý do đó, cầu Crimea liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử của quân đội Ukraine. Cây cầu bị hư hại nặng sau các cuộc tập kích của Kiev vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Giới chức Nga liên tục yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Crimea do các mối đe dọa từ vũ khí Ukraine. Theo ông Maliuk, khi cây cầu được khôi phục hoàn toàn, Nga có thể sẽ sử dụng để vận chuyển vũ khí. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng tiến hành các vụ tập kích khác nhằm vào Crimea. Cuối tuần trước, quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy 2 tàu đổ bộ lớn và trung tâm liên lạc của hạm đội Biển Đen Nga ở bán đảo Crimea. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Paletenchuk nói rằng, vụ tấn công đã kéo theo vấn đề liên lạc ở Crimea. Trên thực tế, tình hình đối với họ có thể còn tồi tệ hơn vì căn cứ hải quân là công trình đảm bảo hoạt động của toàn hạm đội. Ông bình luận vì vậy, vấn đề có thể không chỉ là thông tin liên lạc, mà còn là việc cung cấp, bảo trì, sửa chữa và nhiều vấn đề khác. Nga cho rằng các đồng minh phương Tây đã cung cấp vũ khí và khuyến khích Ukraine tấn công vào các mục tiêu quân sự của Moscow ở bán đảo Crimea. Moscow cảnh báo hành động này có thể bị coi là tuyên chiến trực tiếp với Nga. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 3 và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Moscow tuyên bố bất cứ hội nghị hòa bình nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa và sẽ thất bại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, liệu vấn đề Ukraine có thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga? Câu trả lời rất rõ ràng, không thể. Ông nêu rõ, Nga coi kế hoạch hòa bình do Ukraine đưa ra, trong đó kêu gọi Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine là không khả thi. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng chỉ trích kế hoạch của châu Âu dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine. Ông Peskov nói, tôi tin châu Âu hiểu rằng chúng tôi sẽ thách thức quyết định đó không phải một năm, mà kể cả hàng chục năm. Theo ông, Ukraine đang trở thành công cụ của phương Tây để kiềm chế, gây sức ép và cô lập Nga. Ngày 26 tháng 3, các nhà điều tra Nga đã có mặt ở Tajikistan để thẩm vấn gia đình của 4 nghi phạm trong vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở tỉnh Moscow. Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do 3 nguồn tin an ninh ở Tajikistan cung cấp. Các nguồn tin cho biết, giới chức an ninh Tajikistan đã đưa các gia đình này từ nhiều vùng đến thủ đô Dushanbe để phía Nga thẩm vấn. Trước đó, ngày 24 tháng 3, 4 nghi phạm liên quan đã bị buộc tội khủng bố và bị tòa án ra lệnh tạm giam trong thời gian chờ xét xử. Tuyên bố từ tòa án Basmani ở Moscow cho biết cả 4 nghi phạm là Dalezon Mizoev, Saidak Rami Rachabalizoda, Samsirin Fariduni và Muhammad Sobi Faizov đều có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân. Nghi phạm Mizoev đã thừa nhận là công dân Tajikistan. 4 nghi phạm bị tạm giam cho đến ngày 22 tháng 5, song có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. 3 trong số 4 nghi phạm nêu trên đã nhận tội thực hiện vụ tấn công nhà hát Nga hôm 22 tháng 3. Theo tờ The Moscow Times, tòa án quận Basmani cũng đã ban hành lệnh bắt thêm 3 nghi phạm trong vụ tấn công. Các nghi phạm này là Isroin Ainchon và Dilova Islomov, gồm cha và 2 con trai, sẽ bị bắt giam cho đến ngày 22 tháng 5. Theo điều tra, Dilova Ismailov sinh ra ở Dushanbe, Tajikistan, sau đó chuyển đến Nga, nhập quốc tịch và làm nghề lái xe taxi. Người này được Samsidin Fariduni, một trong những thủ phạm của vụ tấn công chiêu mộ trước ngày 11 tháng 3 năm 2024. Người này cũng là chủ chiếc ô tô Renault mà những kẻ tấn công đã sử dụng để bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Còn Ainchon Islomov có liên quan đến nhóm tội phạm trước tháng 1 năm 2024. Tại tòa, người này tuyên bố mình vô tội. Trong khi đó, ngày 25 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Putin khẳng định những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công. Cũng theo nhà lãnh đạo này, vụ tấn công có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống nước Nga kể từ năm 2014. Ông Putin nói rằng, dù mong muốn chính đáng là trừng phạt thủ phạm,
nhưng các cơ quan chức năng phải tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan. Liên quan đến vụ tấn công tại nhà hát Krokus City Hall gần thủ đô Moscow, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ tìm ra những kẻ đứng sau vụ tấn công, dù chúng đến từ đâu và dù chúng là ai. Ông Medvedev tuyên bố, những đối tượng có liên quan, bất kể nguồn gốc và địa vị từ quốc gia nào, hiện đều là mục tiêu chính và hợp pháp của chúng ta. Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov mới đây khẳng định rằng Moscow sẽ không chạy theo Mỹ nếu quốc gia này không sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Ông Antonov nói một cách đơn giản, đây là sự lựa chọn của Mỹ. Nếu người Mỹ không muốn hợp tác với Nga, chúng tôi sẽ không đuổi theo họ, như tôi đã nói. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Washington cũng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc giải quyết vấn đề khủng bố cần thông qua nỗ lực chung. Ông Antonov cho hay, trong tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ làm việc với các quốc gia đồng minh, tức là hơn một nửa thế giới, bao gồm cả những người bạn của chúng tôi từ Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và BRICS. Nga sẽ không chạy theo người Mỹ và sẽ tự mình nỗ lực để triệt hạ tận gốc rễ chủ nghĩa khủng bố như họ đã làm trong suốt thời gian qua. Trước đó, hôm 22 tháng 3, một vụ tấn công xảy ra tại khu phức hợp Krokus City Hall nằm ở Krasnogor, thành phố thuộc vùng Moscow, Moscow Region. Trong khu phức hợp có nhà hát, trung tâm thương mại, trung tâm triển lãm, giải trí và địa điểm tổ chức đám cưới. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, dữ liệu sơ bộ cho thấy một cánh cửa được chuẩn bị sẵn từ Ukraine để nhóm này vượt qua biên giới. Tuy nhiên, Ukraine kiên quyết bác bỏ mọi sự liên quan tới vụ khủng bố. Ngay sau đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bác cáo buộc của ông Putin và cho biết Mỹ không có chứng cứ về vai trò của Ukraine trong vụ việc. Theo bà Harris, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chịu trách nhiệm về những gì đã diễn ra. Trong một diễn biến khác, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Moscow và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương. Hiện tại, 4 nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall đã bị đưa ra trình diện tại tòa án ngày 24 tháng 3. Các đối tượng này đối mặt các cáo buộc liên quan đến khủng bố và sẽ lĩnh án chung thân nếu bị kết tội. Các tay súng người Tajikistan thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow trong tuần trước được cho là đã nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. Theo đó, ngày 25 tháng 3, hãng Reuters dẫn lời một quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các tay súng đến Thổ Nhĩ Kỳ để xin gia hạn giấy phép cư trú ở Nga, nhưng không được xác định là các phần tử cực đoan trong thời gian lưu trú tại đây. Do không gặp phải bất kỳ lệnh bắt giữ nào, họ hoàn toàn có thể tự do đi lại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Vị quan chức này cho biết thêm, những kẻ tấn công đã sinh sống ở Moscow trong một thời gian dài. 2 trong số 4 tay súng đã rời Thổ Nhĩ Kỳ để tới Moscow trên cùng một chuyến bay vào ngày 2 tháng 3. Cũng trong ngày 25 tháng 3, tờ Ivestia trích một nguồn tin ẩn danh cho hay, 2 trong số 4 kẻ tham gia vụ tấn công ở Moscow có lẽ đã nhận chỉ thị khi tới Thổ Nhĩ Kỳ. 2 đối tượng còn lại được tuyển dụng trên lãnh thổ Nga. Nhà chức trách Nga đã xác định 4 nghi phạm trong vụ tấn công là Dalechon Misoev, Racha Balichot, Saida Krami, Samsudin Faridoni và Muhammad Sobi Fajob. Tất cả đều là công dân Tajikistan và đang làm việc tại Nga. Thông tin từ Ivestia việc mô tả nhóm các nghi phạm trên thành một nhóm khủng bố có tổ chức theo nghĩa đen sẽ là không chính xác. Nhóm này không phải được thành lập như một nhóm trong khuôn khổ của bất kỳ tổ chức nào, mà được tập hợp lại theo nghĩa đen vài tuần trước khi vụ tấn công diễn ra. Một trong số các nghi phạm thừa nhận đã nhận tiền để thực hiện hành động khủng bố. Trong khi trả lời thẩm vấn, nghi phạm Fariduni khai nhận đối tượng này đã di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Nga hôm 4 tháng 3. Tên này thừa nhận, tôi nghe bài giảng của một nhà truyền giáo trên mạng xã hội Telegram. Sau đó trợ lý của nhà truyền giáo viết tin trên Telegram không nêu tên. Anh ta đề nghị thưởng 500.000 rúp để tấn công, bất kể là ai. Ngày 23 tháng 2, từ Istanbul, Fariduni đã đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội, nguồn tin trên cũng tiết lộ. Các nhà truyền giáo Wahhabi đã bị kết án vắng mặt và bị Nga đưa vào danh sách truy nã, như Abdullah Kostetsky và Abu Umar Sasilinsky hiện sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi thứ ở đó đối với họ đều tốt. Họ có trung tâm truyền thông riêng để rao giảng. Một nhánh của nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cụ thể là nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan ISISK đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Moscow. Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ với dân số chính thức là 85 triệu người đang là nơi sinh sống của 10 triệu người di cư, bao gồm hàng triệu chiến binh thánh chiến từng chiến đấu trong khu vực rộng lớn từ Afghanistan đến Libya. Sau khi đại sứ Nga Sergei Andreev không xuất hiện theo yêu cầu triệu tập từ phía Ba Lan về sự cố tên lửa, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kami đã lên tiếng. Ông Kosiniak-Kami đã gọi các bình luận của ông Andreev trên phương tiện truyền thông của Nga
là biểu hiện của sự khinh thường. Ông cho biết thêm, Ba Lan đang xem xét các biện pháp phản ứng đối với hành động đó. Phó Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh hành động của đại sứ Nga là không thể chấp nhận được và đề cập đến khả năng trục xuất ông Andrei F. vì không thực hiện đúng chức trách của một nhà ngoại giao. Những tuyên bố này được ông Konstantin Akami đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài RIA Novosti vào ngày 25 tháng 3. Ông Konstantin Akami cáo buộc tên lửa bay lạc của Nga là hành vi vi phạm luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế. Ông cũng thông báo về việc duy trì sự liên lạc liên tục giữa Tổng thống, Thủ tướng, Bộ Ngoại giao và Cục An ninh Quốc gia Ba Lan để thảo luận về vấn đề này. Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Ba Lan tuyên bố Đại sứ Andrei F. đã được triệu tập nhưng muốn xem bằng chứng trước khi tham gia bất kỳ cuộc họp nào. Ngày 25 tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã thông báo cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về chi tiết vụ việc tên lửa Nga được cho là xâm phạm không phận Ba Lan vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh, đây là một tình huống khác mà hành động của Nga đã đe dọa đến an ninh của các quốc gia thành viên NATO. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến cách tăng cường an ninh trên không phận của Ba Lan và các đồng minh cũng như cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng ngoại giao NATO. Cuộc họp dự kiến sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan tướng Kwisla Kukula nhận định, vụ tên lửa Nga bay qua không phận Ba Lan một ngày trước đó đa phần là một hành động có chủ ý. Ngày 25 tháng 3, trong cuộc họp với các phóng viên, ông Kukula đã giải thích rằng không phận Ba Lan đã bị tên lửa KH-101 xâm phạm và quỹ đạo của tên lửa này đã được lập trình. Ông cho biết, tên lửa của Nga có độ chính xác tương đối thấp, vì vậy mọi lựa chọn đều có thể xảy ra, hoặc tên lửa được lập trình có chủ ý theo cách này, hoặc đơn giản là nó đi chệch khỏi quỹ đạo được cài đặt trước. Ông cũng khẳng định tất cả hệ thống phòng không, không quân của Ba Lan đã được kích hoạt để sẵn sàng đối phó với mối đe dọa có thể phát sinh. Theo ông Kosiniak Kami, các hệ thống này đã giám sát hơn 10 tên lửa bay về hướng tỉnh Lviv của Ukraine, đồng thời chia sẻ thông tin với Ukraine. Ông cũng giải thích việc Ba Lan không bắn hạ những tên lửa này. Ông nói, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vật thể này đang hướng tới một mục tiêu nào đó nằm trên lãnh thổ, chúng tôi chắc chắn sẽ bắn hạ. Ngày 26 tháng 3, Nga đã thông báo về việc thành công kéo một chiếc xe thiết giáp Marder-1A3 của Ukraine về hậu phương sau khi nó mắc kẹt trong bùn lầy gần Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập Cận vệ số 1 của Cánh quân Nam đã lần đầu thu hồi được xe chiến đấu bộ binh Marder từ tiền tuyến trên hướng Avdiivka. Chiếc xe nặng hơn 30 tấn và rất khó kéo, đặc biệt là trong điều kiện đường đất. Video được quân đội Nga đăng tải cho thấy, chiếc Marder 1A3 bị kẹt lại giữa bùn lầy trên một tuyến đường gần Avdiivka. Lính Nga tiến cận, kiểm tra nội thất và tiến hành chiến dịch kéo nó về hậu phương. Mặc dù đã bị hỏng nắp che hệ thống kính ngắm và một số đồng hồ trong buồng lái, nhưng xe thiết giáp vẫn giữ được trạng thái tương đối nguyên vẹn với đủ cơ số đạn pháo 20mm. Phó chỉ huy đơn vị kỹ thuật tham gia thu giữ xe tên Katbeck cho hay, sau khi kiểm soát Avdiivka, chúng tôi không nghỉ ngơi mà liên tục tiến quân đến các ngôi làng lân cận. Đối phương mở nhiều cuộc phản kích từ hướng Đông và Bắc, một trong số đó khiến họ bị mất chiếc Marder. Các binh sĩ Nga đã cho biết xe Marder 1A3 của Ukraine quá nặng và bị mắc kẹt trong bùn lầy mà chưa kịp tiếp cận mục tiêu, buộc tổ lái phải bỏ xa và rút về tuần sau. Quá trình tịch thu được thực hiện cẩn thận, với lính Nga phải trinh sát kỹ khu vực, huy động công binh phá mìn và củng cố nền đường, đồng thời phải đảm bảo bí mật vì khu vực này gần tiền tuyến và vẫn diễn ra giao tranh. Xe bị hỏng nhẹ vì vướng mìn do lính Ukraine cài lại, nhưng không ảnh hưởng tới quá trình di chuyển. Binh sĩ lái xe có biệt danh Suba nhớ lại, công việc rất khó khăn, chúng tôi phải lái xe trong đêm tối, dọc theo tuyến đường vạch sẵn mà không được bật đèn để tránh bị phát hiện. Binh sĩ Katbeck khẳng định chiếc Marder 1A3 vẫn còn đầy đủ khả năng hoạt động. Anh cho biết nó đã sẵn sàng được tháo rời để nghiên cứu. Marder là loại xe chiến đấu bộ binh được Tây Đức sử dụng từ năm 1971 và vẫn đang được quân đội Đức sử dụng. Giá mỗi chiếc xe khi xuất xưởng vào năm 1975 là 300.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 1,7 triệu đô la Mỹ hiện nay. Mỗi xe có tổ lái gồm 3 người và có thể chở thêm 6 đến 7 binh sĩ bộ binh. Xe trang bị pháo tự động MK-20 RH-202 cỡ nòng 20mm với 1.250 viên đạn và tên lửa chống tăng Milan. Phiên bản nâng cấp Marder 1A3 ra đời trong giai đoạn 1988-1998 được bổ sung nhiều khối giáp để tăng khả năng sống sót trên chiến trường cùng với nhiều cải tiến khác. Dòng xe chiến đấu bộ binh này được thiết kế với trọng lượng 33,5 tấn, chiều dài 6,88 m, chiều rộng 3,38 m và chiều cao 3,01 m. Một A3 được trang bị động cơ diesel 6 xi lanh MTU-MB833EA500, công suất 600 mã lực, cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động là 500 m. Ngoài ra, Marder có thể vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng với độ cao 1 m
vượt qua các rãnh sâu 1,5 mét và tối đa là 2,5 mét nếu có các dụng cụ hỗ trợ. Xe được thiết kế 3 khoang bao gồm khoang phía trước có người lái xe và động cơ, khoang ở giữa là tháp pháo có chỉ huy và xạ thủ điều khiển, khoang chở quân ở phía sau. Ngoài kíp chiến đấu gồm 3 người là lái xe, chỉ huy và xạ thủ, Marder 1A3 có thể mang theo 6 lính bộ binh với trang bị vũ khí đầy đủ. Đến hết năm 2023, Đức đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3. Tất cả được rút từ kho dự trữ của quân đội Đức và tập đoàn quốc phòng Hemetan. Thống kê từ nguồn mở cho thấy, ít nhất 4 xe đã bị phá hủy, 2 xe bị hư hại và 4 chiếc bị tổ lái bỏ lại trong quá trình tham chiến tại Ukraine. Ngày 25 tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố việc áp đặt biện pháp trừng phạt đối với nhiều công ty công nghệ và dịch vụ tài chính của Nga, trong đó có Atomize, một công ty blockchain, vì đã phát triển hoặc cung cấp dịch vụ sử dụng tài sản ảo để né tránh các biện pháp trừng phạt trước đó nhằm vào Moscow. Theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC đã bổ sung 13 tổ chức và 2 cá nhân mới vào danh sách trừng phạt nhằm vào cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của Nga nhằm ngăn chặn Moscow tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Có 5 tổ chức có mối liên kết với những cá nhân đã bị trừng phạt trước đó bởi OFAC. Trong số các công ty này có Atomize do tập đoàn đầu tư Interos Holding của tỷ phú người Nga Vladimir Potanin kiểm soát. Ngoài ra, một số công ty công nghệ tài chính khác cũng đã bị OFAC đưa vào danh sách trừng phạt như Lighthouse, P-Crypto, MasterChain và Web3 Technology. Dưới các biện pháp trừng phạt này, các tổ chức và cá nhân được nêu trên sẽ không được phép thực hiện các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ và tiếp tục sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ. Mỹ cùng các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể trong nhiều lĩnh vực của Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trước đó, các nhà nghiên cứu đánh giá những biện pháp trừng phạt Nga của các quốc gia phương Tây đã tới hạn và hầu như không thể làm gì để chặn tăng trưởng kinh tế của nước này. Các chuyên gia tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân RANAPE trực thuộc Tổng thống Nga nêu rõ phương Tây khó có thể bổ sung thêm các biện pháp hạn chế đáng kể đối với Moscow do có thể kéo theo những rủi ro cao đối với chính các nước phương Tây. Sau khi xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng tại nhà hát Krokus City Hall gần thủ đô Moscow, Liên minh châu Âu-EU cho biết khối này vẫn sẵn sàng nối lại đối thoại chống khủng bố với Moscow trong thời điểm hiện tại. Người phát ngôn về đối thoại của EU Peter Stano cho biết, chúng tôi lên án cuộc tấn công xảy ra ở Moscow nếu Nga đưa ra đề xuất đáng tin cậy. Dựa trên cơ sở pháp lý và tôn trọng quy tắc quốc tế, thì EU có thể sẵn sàng nối lại hợp tác chống khủng bố với Moscow. Trước đó, hôm 22 tháng 3, một vụ tấn công khủng bố xảy ra tại khu phức hợp Krokus City Hall nằm ở Krasnogorsk, thành phố thuộc tỉnh Moscow. Trong khu phức hợp có nhà hát, trung tâm thương mại, trung tâm triển lãm, khu giải trí và địa điểm tổ chức đám cưới. Đây từng là địa điểm tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2013 và nhiều buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như A-ha, Eric Clapton và Joe Cocker. Toàn bộ khu phức hợp được xây dựng và đặt theo tên của tập đoàn Krokus thuộc sở hữu của doanh nhân gốc Azerbaijan Aras Agalov. Chính quyền Nga thông tin 4 nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall đã bị đưa ra trình diện tại tòa án ngày 24 tháng 3. Các đối tượng này đối mặt các cáo buộc liên quan đến khủng bố và sẽ lĩnh án chung thân nếu bị kết tội. Tòa đã ra lệnh tạm giam 4 nghi phạm đến ngày 22 tháng 5 và có thể gia hạn tùy thuộc vào thời gian bắt đầu xét xử. Nga đã treo cờ rủ trong ngày 24 tháng 3, ngày quốc tang dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại khu phức hợp Krokus City Hall. Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài khu phức hợp ở thành phố Krasnogorsk. Trong khi đó, người dân xếp hàng dài ở Moscow để chờ hiến máu cứu những người bị thương trong vụ tấn công nghiêm trọng nhất hai thập kỷ qua ở Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những ai đứng sau vụ tấn công này. Rất nhanh sau vụ khủng bố, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm. Thậm chí nhóm này còn lần lượt công bố thêm hình ảnh các tay súng và video chúng tấn công các nạn nhân tại hiện trường thông qua kênh truyền thông Amac. Hiện các chi tiết của vụ khủng bố đang được giới chức Nga điều tra, bao gồm động cơ tấn công. Trong đoạn video được truyền thông Nga đăng tải, một nghi phạm khai bằng tiếng Nga không rành rọt rằng y được hứa cho tiền để thực hiện vụ tấn công với giá nửa triệu rúp. Theo các thông tin mà truyền thông Nga và tài khoản mạng xã hội liên quan đến các cơ quan an ninh Nga đăng tải, 4 nghi phạm tham gia vụ tấn công trực tiếp tại tổ hợp biểu diễn và thương mại Krokus City Hall vào tối 22 tháng 3 là công dân Tajikistan. Trước đó, nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan ISISK đã nhận thực hiện vụ tấn công và đang tuyên bố trên tài khoản Telegram. Tình báo Mỹ cũng xác nhận tổ chức Hồi giáo này đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, cả IS và Mỹ đều không bình luận về quốc tịch của những kẻ tấn công hay việc IS đã chiêu mộ binh sĩ ở nước nào. Giới phân tích nhận định vụ tấn công ngày 22 tháng 3 có thể gây ra những căng thẳng mới trong mối quan hệ giữa nước này và một trong những đồng minh lịch sử.
Quốc gia Trung Á Tajikistan từng là một phần của Liên Xô và hiện là thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu. Đây là tổ chức mà từ lâu Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng trở thành một khối quân sự tương tự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo tờ The Moscow Times, trong một tuyên bố ngày 23 tháng 3, Bộ Ngoại giao Tajikistan cho biết những thông tin cho rằng công dân nước họ có liên quan đến vụ tấn công ở Nga là giả mạo. Bộ Nội vụ nước này cũng cho hay hai trong số các nghi phạm được truyền thông Nga nêu tên đều ở Tajikistan vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin sau đó một ngày, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon khẳng định những kẻ tham gia vụ tấn công không có quốc tịch, không có quê hương và không có tôn giáo. Phát ngôn của ba lãnh đạo cấp cao Tajikistan dường như muốn kéo quốc gia ra khỏi những dính líu liên quan đến vụ khủng bố ở Nga. Sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, mối quan hệ của Nga với các thành viên CSTO ngày càng căng thẳng. Trước đó, một số chuyên gia về Nga và các quốc gia hậu Xô Viết còn nói với Business Insider rằng liên minh này đang sụp đổ. Đầu năm nay, Tổng thống Armenia thông báo nước này tạm dừng tham gia CSTO. Giới chuyên gia cho rằng, rất có thể IS lợi dụng việc Nga đã bị phân tâm do cuộc xung đột với Ukraine để tấn công ngay trong thủ đô. Cuối tuần qua, Tổng thống Putin cho biết lực lượng an ninh Liên bang Nga đã bắt giữ những nghi phạm khi chúng đang trên đường chạy trốn sang Ukraine và Kiev đang giúp chúng trốn thoát. Trong khi đó, Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công. Trước khi ông Putin lên nắm quyền vào tháng 12 năm 1999, Nga từng rung chuyển bởi các vụ tấn công khủng bố, được cho là do những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Chechnya gây ra. Ông Putin khi đó nổi tiếng với cam kết sử dụng những biện pháp cứng rắn nhất để săn lùng những kẻ gây ra vụ tấn công và khôi phục an ninh. Những phát biểu cứng rắn đó, cùng nỗ lực chống khủng bố của Nga vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, đã củng cố quyền lực của ông Putin khi người Nga kêu gọi hành động để khôi phục luật pháp và trật tự. Kể từ năm 2004, nước Nga gần như không chứng kiến vụ tấn công quy mô lớn nào. Phần lớn người Nga đều bày tỏ tin tưởng vào khả năng lực lượng an ninh nước này đảm bảo an toàn cho họ. Tuy nhiên, trong vụ tấn công lần này, nhiều nhà quan sát cho rằng an ninh đã không được đảm bảo tại thành phố Krasnogorsk, nơi được xem là địa điểm giải trí và mua sắm khổng lồ ở ngoại ô Moscow, bất chấp những cảnh báo từ chính phủ Mỹ. Một doanh nhân ở Moscow nói, thành phố Krasnogorsk là nơi rộng lớn với nhiều nhà hát. Đáng lẽ an ninh phải nghiêm ngặt hơn và có nhiều cảnh sát hơn. Rõ ràng, trách nhiệm về an ninh tại các sự kiện công cộng lớn đã bị lơ là. Một học giả Nga có quan hệ chặt chẽ với các nhà ngoại giao cấp cao cũng đưa ra đánh giá tương tự về thất bại của lực lượng an ninh, tình báo Nga trong ngăn chặn âm mưu khủng bố. Chuyên gia Nga nói, bất kỳ cuộc điều tra nào cũng sẽ tìm thấy những thất bại của các cơ quan an ninh chúng tôi. Lực lượng an ninh Nga nhiều tháng qua đã dồn lực để bảo vệ cuộc bầu cử, nơi ông Putin giành chiến thắng vang dội. Song, theo các nhà phân tích, đảm bảo an ninh đầy đủ cho người dân trước mối đe dọa tấn công từ phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng dường như không nằm trong danh sách ưu tiên của FSB, dù nguy cơ Nga bị tấn công đã lớn dần trong những năm qua khi IS trỗi dậy ở Trung Đông, đặc biệt là tại Afghanistan và vươn vòi bạch tuộc ra nước ngoài. Ngày 25 tháng 3, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố nước này đã bắn rơi hai tên lửa của Nga tấn công Kiev vào cùng ngày. Tuyên bố cho biết, khoảng 10 giờ 30, quân đội Nga tấn công Kiev bằng hai tên lửa đạn đạo từ Crimea. Các mục tiêu đã bị hạ gục, loại tên lửa đang được xác định. Sau khi tên lửa bị đánh chặn, mảnh vỡ của nó rơi xuống Kiev và phá hỏng một số ngôi nhà ở quận Petro. Có 7 người bị thương do mảnh vỡ tên lửa rơi. Trang Military, cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine, sau đó cho biết các tên lửa đã bay quãng đường 580 km từ Kiev trong vòng 3 phút. Điều này cho thấy tốc độ bay siêu vật âm. Tốc độ này giống với tên lửa 3M22 Sikorsky, dòng vũ khí mà Ukraine tháng trước nói rằng Nga đã sử dụng để tập kích Kiev. Mảnh vỡ của tên lửa mà Ukraine có thu được có dấu hiệu 3M22 ở trên, cho thấy đây có thể là tên lửa Sikorsky của Moscow. Theo giới quan sát, các hình khắc số trên mảnh vỡ đó khớp với những hình ảnh khác được tìm thấy trong cuộc tấn công của Nga vào Kiev hồi tháng trước khi Sikorsky cũng được sử dụng. Vào thời điểm đó, Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp y Kiev dựa vào các mảnh vỡ để xác định tên lửa Sikorsky đã được triển khai. Nga chưa bình luận về thông tin này, nhưng họ nhiều lần tuyên bố rằng Sikorsky có thể qua mặt các hệ thống phòng không hiện tại. Trước đó, giới chuyên gia nhận định việc Nga đưa tên lửa siêu vật âm Sikorsky vào thực chiến sẽ đặt ra thách thức mới cho lưới phòng không Ukraine, vốn đang rơi vào tình trạng thiếu đạn dược do nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây suy giảm. Giới chức Ukraine chưa công bố kết quả phân tích kỹ thuật của các mảnh vỡ. Song trang Defense Express dẫn các nguồn tin cho biết tên lửa Sikorsky được trang bị động cơ phản lực sóng thẳng, nên có thể duy trì vận tốc siêu vật âm liên tục thay vì phải tăng tốc dần dần như tên lửa Kinzhal sử dụng động cơ nhiên liệu rắn. Tờ báo cũng cho biết tên lửa Sikorsky có tầm bắn khoảng 700 km, thấp hơn thông số 1.000 km do Nga công bố.
Tổng thống Putin lần đầu tiết lộ về tên lửa sinh còn trong bài phát biểu hồi tháng 2 2019. Ông cho biết vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất với tốc độ hơn 11.000 km/h, gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Nga lần đầu khai hỏa tên lửa sinh còn vào tháng 10 2020, đã tiến hành 12 đợt phóng thử từ tàu mặt nước và tàu ngầm trong năm 2021, tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Moscow dự kiến trang bị tên lửa siêu vượt âm này cho hàng loạt chiến hạm mặt nước và tàu ngầm. Ngày 25 tháng 3, trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Bộ đã đưa ra lời cảnh báo Mỹ về việc thay đổi ranh giới bên ngoài thêm lục địa ở 7 khu vực đại dương trên thế giới. TASS dẫn tuyên bố của Bộ Trưởng nêu rõ, phái đoàn Nga tuyên bố không công nhận giới hạn bên ngoài của thêm lục địa vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở được Mỹ đơn phương tuyên bố tháng 12 2023. Bộ Ngoại giao Nga giải thích rằng Mỹ muốn đơn phương thu hẹp diện tích đáy biển thuộc thẩm quyền của toàn thể cộng đồng thế giới và tăng thêm diện tích thêm lục địa cho nhu cầu của Washington. Theo tuyên bố, các bước đi đơn phương của Mỹ không tuân thủ luật pháp quốc tế. Phái đoàn Nga đã chỉ trích cách tiếp cận có chọn lọc này và bác bỏ nỗ lực mới nhất của Washington nhằm sử dụng các quy tắc của Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về luật biển chỉ để phục vụ lợi ích riêng. Hồi cuối năm ngoái, chính phủ Mỹ đã công bố một bản đồ chính thức với đường biên giới mở rộng trên phần thềm lục địa của nước này, ngoài phạm vi 200 hải lý từ đường bờ biển. Trên bản đồ, các vùng lãnh thổ mới có diện tích khoảng 1 triệu km2, gấp đôi diện tích bang California. Hầu hết chúng nằm ở Bắc Cực và biển Bering, gần biên giới Nga và Canada. Những nước cũng tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ này. Cụ thể, có 7 khu vực chịu ảnh hưởng của Mỹ mở rộng thêm lục địa, nằm ở Bắc Cực, Đại Tây Dương, biển Bering, Thái Bình Dương, quần đảo Mariana và 2 khu vực ở Vịnh Mexico. Mỹ cũng tuyên bố quyền sử dụng thêm lục địa tại các khu vực khác ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nước này có quyền theo luật pháp quốc tế bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên và môi trường sống quan trọng trên và dưới thềm lục địa. Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ ra thủ phạm vụ tấn công vào Moscow tuần trước, đồng thời yêu cầu Nga không nên đổ lỗi cho Ukraine. Tổng thống Pháp cho biết chính một nhánh của IS đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công nhằm vào Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhóm khủng bố này đã từng thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ của Pháp. Bên cạnh đó, ông Macron đã cảnh báo rằng Nga không nên lợi dụng cuộc tấn công để đổ lỗi cho Ukraine. Ông cho rằng hành động này sẽ gây hoang mang và phản tác dụng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại nhà hát Krokus City ở Moscow vào hôm 22 tháng 3. Nga vẫn đang tiến hành điều tra về vụ việc và đã bắt giữ các nghi phạm. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Moscow vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về vụ việc và chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của IS. Nga thông báo họ đã bắt giữ được các nghi phạm khi những cá nhân này cố gắng chạy qua biên giới sang Ukraine. Cơ quan an ninh Nga nghi ngờ rằng những tay súng này có mối liên hệ với phía Ukraine ở bên kia biên giới. Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận những thông tin này, khẳng định rằng họ không có liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Mỹ cũng đã xác nhận rằng IS-ISK, một nhóm con của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, là thủ phạm duy nhất của vụ việc này, nhưng vẫn chưa cung cấp bằng chứng cụ thể để chứng minh tuyên bố này. Sau vụ việc, ông Macron cho biết Paris đã đề nghị các cơ quan an ninh của Nga tăng cường hợp tác, đồng thời nói thêm rằng Pháp sẽ có liên hệ với Nga ở cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng liên quan tới hoạt động chống khủng bố, thay vì đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Pháp đã không tiến hành trao đổi trực tiếp với Tổng thống Putin kể từ khi ông thực hiện một loạt cuộc gọi điện vào năm 2022 nhằm thuyết phục Tổng thống Nga kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Macron cho biết, chúng tôi sẽ xem tình hình diễn biến như thế nào và liệu những ngày hoặc tuần tới có phù hợp trong một cuộc trao đổi cá nhân với ông Putin hay không. Trước đó, ngày 24 tháng 3, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố, vì Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Moscow và do các mối đe dọa đối với đất nước, chúng tôi quyết định nâng báo động an ninh lên mức cao nhất. Cơ chế này cho phép Pháp triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt như việc tăng cường tuần tra bằng lực lượng vũ trang ở các địa điểm công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo. Trong một diễn biến liên quan ngày 25 tháng 3, người phát ngôn chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Peter Stano thông báo Liên minh châu Âu đã đình chỉ hợp tác an ninh với Nga nhưng sẵn sàng nối lại đối thoại về cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện ngày 22 tháng 3. Ông Stano cho biết, chúng tôi rất rõ ràng khi lên án những gì đã xảy ra ở Moscow, chắc chắn đó là một cuộc tấn công khủng bố. Nếu Nga đưa ra một đề xuất đáng tin cậy, dựa trên cơ sở hợp lý và tôn trọng các quy tắc quốc tế, thì Liên minh châu Âu có thể sẽ đồng ý nối lại hợp tác chống khủng bố với Nga. Tổng thống Putin đã nhiều lần cam kết bảo đảm an ninh cho Nga, tuy nhiên, vụ tấn công tại nhà hát Krokus dường như đang đe dọa những nỗ lực đó. Ngay sau khi tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ 5, Tổng thống Vladimir Putin đã phủ nhận cảnh báo của tình báo Mỹ về nguy cơ tấn công khủng bố sắp diễn ra và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB tập trung vào việc truy lùng gián điệp từ Ukraine hoạt động trên lãnh thổ của Nga.
Nhưng chỉ 3 ngày sau, 4 kẻ tấn công đã tiến hành tấn công gần 6.000 khán giả tới tham dự buổi biểu diễn tại nhà hát Krokus, ngoại ô Moscow. Cuộc tấn công này đã trở thành vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất xảy ra tại Nga trong vòng 20 năm qua. Sự việc này đã khiến cả nước Nga bất ngờ khi xảy ra trong bối cảnh quân đội của họ đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine và ngăn chặn lực lượng từ Kiev tấn công mục tiêu ẩn sâu bên trong lãnh thổ Nga. Gần đây, Kiev đã thực hiện loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV cảm tử vào các nhà máy lọc dầu ở Nga, gây gián đoạn sản xuất và đe dọa chuỗi cung ứng. Theo quan sát từ các chuyên gia, những thách thức này làm gia tăng áp lực đối với chính phủ của Tổng thống Putin trong việc thực hiện cam kết bảo đảm an ninh cho đất nước và nhân dân Nga mà ông đã cam kết khi tái đắc cử. Trước khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm 1999, Nga đã dậy sóng sau những cơn sóng của các vụ tấn công khủng bố, được cho là do các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Chechnya gây ra. Lúc đó, ông Putin nổi tiếng với cam kết sử dụng những biện pháp cứng rắn nhất để săn lùng những kẻ khủng bố và phục hồi an ninh, ông cho biết. Chúng tôi sẽ đuổi theo những tên khủng bố ở khắp mọi nơi. Nếu chúng ở sân bay, chúng tôi sẽ đuổi đến sân bay. Nếu chúng tôi bắt được chúng trong nhà vệ sinh, chúng tôi sẽ xả chúng đi trong bồn cầu. Những lời phát biểu mạnh mẽ đó cùng với nỗ lực chống khủng bố của Nga vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 đã củng cố sức mạnh cho Tổng thống Putin khi người dân Nga kêu gọi hành động để khôi phục luật pháp và trật tự. Từ năm 2004 trở đi, Nga gần như không ghi nhận bất kỳ vụ khủng bố quy mô lớn nào. Phần lớn người dân Nga được tin tưởng vào khả năng của lực lượng an ninh nước họ để đảm bảo an toàn cho mình. Điều này có thể là lý do tại sao vấn đề chống khủng bố không còn được Tổng thống Putin đề cập trong bài phát biểu chiến thắng khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5. Thay vào đó, ông tập trung vào chiến dịch ở Ukraine, khẳng định rằng đây là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới. Ông đề xuất thiết lập một vùng đệm an ninh để bảo vệ nước Nga, nhưng không chỉ để chống lại kẻ khủng bố, mà còn để ngăn chặn các vụ tấn công quấy rối qua biên giới của Ukraine. Chuyên gia về chống khủng bố và tình báo ở Hà Lan, Grigory Seksikov nhận định, có lẽ FSB đã quá bận tâm với cuộc chiến ở Ukraine và những nguy hiểm từ đó đến nỗi họ không nhìn thấy điều này. Họ bị phân tán khi chiến đấu trên quá nhiều mặt trận. Hồi đầu tháng này, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrew Nevinson cho biết, Washington đã nhận được thông tin tình báo về một kế hoạch tấn công khủng bố tại Moscow, có khả năng nhắm vào các địa điểm tụ tập đông người, bao gồm cả các sự kiện hòa nhạc. Ông Watson cho biết, chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin này với giới chức Nga theo chính sách nghĩa vụ cảnh báo đã được thực hiện từ lâu. Nhiều nhà quan sát cho rằng mức độ bảo đảm an ninh tại thành phố Krasnogor, nơi được xem là một khu vực giải trí và mua sắm khổng lồ ở ngoại ô của Nga, vẫn còn lỏng lẻo, bất chấp việc có những cảnh báo từ chính phủ Mỹ. Một doanh nhân ở Moscow cho biết, thành phố Krasnogor là nơi rộng lớn với nhiều nhà hát. Đáng lẽ an ninh phải nghiêm ngặt hơn và có rất nhiều cảnh sát hơn. Rõ ràng trách nhiệm về an ninh tại các sự kiện cộng đồng lớn đã bị lơ là. Một doanh nhân giấu tên này nhắc lại cuộc khủng hoảng con tin năm 2002 khi nhà hát Nosos tại trung tâm Moscow bị tay súng Chechnya tấn công. Người này nhận định, không có gì thay đổi kể từ đó. Một học giả Nga có mối quan hệ mật thiết với các nhà ngoại giao cấp cao cũng đã đưa ra đánh giá tương tự về sự thất bại của lực lượng an ninh và tình báo Nga trong việc ngăn chặn âm mưu khủng bố. Vị chuyên gia Nga nhấn mạnh, bất kỳ cuộc điều tra nào cũng sẽ phát hiện ra những thiếu sót của các cơ quan an ninh của chúng tôi. Trong nhiều tháng qua, lực lượng an ninh của Nga đã tập trung nguồn lực để bảo vệ cuộc bầu cử, nơi Tổng thống Putin đã giành chiến thắng ấn tượng. Theo đánh giá của các nhà phân tích, việc đảm bảo an ninh đầy đủ cho người dân trước mối đe dọa từ phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng dường như không được coi là ưu tiên hàng đầu của cơ quan an ninh Liên bang Nga, FSB. Mặc dù nguy cơ Nga bị tấn công đã tăng lên trong những năm qua, khi IS trỗi dậy ở Trung Đông, đặc biệt là tại Afghanistan và mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Hồi đầu tháng này, FSB đã thông báo về việc phá vỡ âm mưu tấn công của IS vào một giáo đường Do Thái và vô hiệu hóa một số tay súng trong cuộc đột kích tại khu vực Kaluga, phía tây nam thủ đô. Kazakhstan sau đó xác nhận rằng hai công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc đột kích. Năm ngoái, hãng thông tấn TASS đưa tin rằng FSB đã hạ gục hai phiến quân IS đang âm mưu tấn công một cơ sở hóa chất ở Kaluga. Một cựu quan chức tình báo cấp cao Mỹ chia sẻ, trước khi đó là sự kiện lớn như thế vận hội hoặc có ông Putin tham gia, sự cảnh giác an ninh của Nga luôn ở mức thấp. Họ thực sự phải có hệ thống tập trung vào các mối đe dọa này. Cả bốn nghi phạm bị bắt sau vụ khủng bố đều là công dân của Tajikistan, bao gồm Daladion Mizozev, 32 tuổi, Sadakrami Rajabalijot, 30 tuổi, Muhammad Sobi Fayyok, 19 tuổi và Sansidin Fazidoni, 25 tuổi. Tajikistan từng là một phần của Liên Xô và có đa số dân theo đạo Hồi. Một số trong số họ đã từng đến Syria để tham gia IS. Lời khai của một nghi phạm tham gia vào vụ khủng bố tại nhà hát Krokus cho biết, anh ta đã nhận chỉ thị từ một giáo sĩ Hồi giáo quả mạng
được hứa trả gần 11.000 đô la Mỹ để thực hiện vụ tấn công. Người lao động từ các quốc gia Trung Á như Tajikistan có thể nhập cảnh Nga mà không cần thị thực. Vài triệu người đã chọn định cư tại các thành phố lớn ở Nga trong những năm gần đây. Người theo đạo Hồi bao gồm cả những người nhập cư và sinh ra tại Nga, được ước tính chiếm tới 20% dân số của đất nước, nhưng thường sống tách biệt với xã hội Nga. Điều này khiến họ có thể dễ dàng trở thành mục tiêu nhắm tới của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Moscow, ông Ruslan Pukhov cho rằng, vụ tấn công cuối tuần qua cho thấy rủi ro của chính sách khuyến khích nhập cư mà chính quyền Nga thực hiện trong hai thập kỷ qua. Ông Pukhov cho biết, khi những khu vực Hồi giáo lớn và cộng đồng người di cư hình thành, sự bùng nổ của những phần tử Hồi giáo cực đoan chỉ là vấn đề thời gian. Ngày càng có nhiều người dân Nga không hài lòng với chính sách nhập cư, mặc dù họ cũng hiểu cho việc đất nước đang quá phụ thuộc vào lao động từ Trung Á đến mức khó có thể thay đổi chính sách hiện tại một cách đột ngột. Một người quản lý trang web tìm việc trực tuyến superjob.ru tên Alexei Zakharov thừa nhận, tôi ước gì chúng tôi đã ngăn họ tới đây từ 15 năm trước, nhưng hiện tại chúng tôi không còn có thể làm gì được nữa. Các cựu quan chức Mỹ cho biết mối đe dọa tiềm tàng về khủng bố từ Trung Á không được FSB và các quan chức an ninh dưới quyền của Tổng thống Putin chú ý tới, đặc biệt trong lúc họ đang tập trung vào các mối đe dọa từ cuộc xung đột ở Ukraine. Cựu sĩ quan CIA chuyên về chống khủng bố và Trung Á Douglas London nhận định, họ đã không ưu tiên cho mối đe dọa từ nhóm IS với nhiều thành viên là người Trung Á. Tôi nghĩ tình báo Nga không phải không nhận ra có vấn đề, nhưng chỉ đơn giản là nó không phải là ưu tiên trong chương trình hành động của họ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được báo Argumenti Facti đăng tải ngày 26 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhân khẩu học là gót chân asin là vấn đề sống còn đối với nước Nga. Ông nói, nhân khẩu học có lẽ là gót chân asin, vấn đề lớn nhất của chúng tôi. Nó không thể được giải quyết qua đêm. Và vì vậy, chúng tôi rất cần tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp có thể nhằm khắc phục tình trạng nhân khẩu học. Theo ông, cải thiện tình hình nhân khẩu học và đạt được mức tăng trưởng bền vững về tỷ lệ sinh là vấn đề sống còn đối với Nga. Ông Peskov cho biết vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt đối với nước Nga và Nga sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đời sống của các hộ gia đình bằng các phúc lợi dành cho các gia đình. Ông cũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy các gia đình đông con là điều có thể và cần thiết. Gia đình có nhiều con nên trở thành một xu hướng. Đó là lý do tại sao các giá trị truyền thống rất quan trọng đối với chúng ta, là vấn đề sống còn đối với đất nước. Trong bài phát biểu trước Quốc hội hồi tháng trước, Tổng thống Putin cũng thừa nhận rằng Nga giống như nhiều quốc gia khác đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Ông đề nghị tất cả các cấp chính quyền, xã hội dân sự và tôn giáo nên hợp tác để biến gia đình lớn thành chuẩn mực xã hội, nền tảng của đời sống xã hội và là kim chỉ nam cho chiến lược của nhà nước. Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ định năm 2024 là năm gia đình ở Nga. Trước đây, Tổng thống Putin từng đề cập tới vấn đề quy mô gia đình. Ông chỉ ra những hậu quả kéo dài của sự sụp đổ nhân khẩu học những năm 1990 có mức độ nghiêm trọng tương đương với Thế chiến thứ hai. Số ca sinh vào năm 2023 ở Nga chỉ hơn 1,2 triệu ca, mức thấp nhất kể từ năm 1999. Cục Thống kê Quốc gia Rostat đã dự đoán tỷ lệ sinh sẽ tiếp tục giảm cho đến năm 2027. Liên quan đến vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra tại nhà hát Krokus City Hall nằm ở ngoại ô Moscow, ngày 25 tháng 3, bình luận về các nghi phạm trong vụ việc, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng mọi cá nhân liên quan vụ tấn công nhà hát Krokus, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều đáng bị tử hình. Ông nói, nhiều người hỏi tôi nên làm gì tiếp theo, liệu có nên tử hình? Tôi nghĩ đó là điều cần thiết. Không chỉ vậy, phải tử hình hết mọi cá nhân liên quan. Tất cả, bất kỳ ai trả tiền, có cảm tình hay hỗ trợ nhóm tấn công đều phải tử hình. Tuyên bố được ông Medvedev đưa ra sau khi giới chức Nga đưa 4 nghi phạm ra trình diện trước tòa. Những nghi phạm này xuất hiện với gương mặt bầm dập, có nhiều thương tích, dấu hiệu cho thấy họ có thể đã bị trấn áp mạnh tay trong quá trình bắt giữ và thẩm vấn. Ngày 26 tháng 3, đại biểu Duma Quốc gia Hạ viện Nga Alexander Spiridonov thông báo Phòng Dân sự Liên bang, cơ quan nghiên cứu soạn thảo luật cho Quốc hội, đã sẵn sàng đề xuất dự thảo về khôi phục án tử hình cho tội danh khủng bố. Ông nói hành động tấn công nhắm vào dân thường, không có khả năng tự vệ là sự tàn nhẫn nhất, không thể được tha thứ hay khoan hồng. Ông cho rằng kẻ tấn công dù dành hết cuộc đời cũng không thể chuộc tội. Vì vậy, luật hình sự Nga cần khôi phục án tử hình để xử lý riêng tội phạm khủng bố. Hiện nay, mức án cao nhất tại Nga là chung thân. Nga dừng áp dụng án tử hình từ khi trở thành thành viên Hội đồng châu Âu, do đây là điều kiện bắt buộc để gia nhập. Nga rút khỏi Hội đồng châu Âu hồi tháng 3 năm 2022, song vài tháng sau, Tòa án Hiến pháp Nga cho biết sẽ không khôi phục án tử hình với lý do động thái đó đi ngược con đường nhân đạo hóa, chính sách lập pháp. Ngày 26 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Điều tra Nga SKR Alexander Patchikin báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng 4 nghi phạm vụ tấn công đêm 22 tháng 3 tại nhà hát Krokus City Hall đã nhận tội và khai thông tin về những người chủ mưu và hỗ trợ họ hành động. Tuy nhiên, ông không tiết lộ danh tính kẻ chủ mưu mà nhóm nghi phạm khai ra.
Một ngày trước đó, giới chức Nga đã công bố danh tính 4 tay súng trong vụ tấn công, gồm Dalezon Mizoyev, 32 tuổi, Saidakami Rachabalizot, 30 tuổi, Muhammad Sobi Fayzov, 19 tuổi và Samsidin Fariduni, 25 tuổi. Theo Kommersant, Samsidin Fariduni giữ vai trò thủ lĩnh nhóm tay súng. Fariduni cùng Fayzov đã nhiều lần đến nhà hát Krokus City Hall để ghi nhớ bố trí an ninh và lên kế hoạch tấn công. SKR yêu cầu bắt thêm một số nghi phạm đã hỗ trợ nơi ở, phương tiện đi lại và tiền mặt cho 4 tay súng. Trong ngày 26 tháng 3, ba nghi phạm liên quan này được đưa tới trình diện tòa án quận Basmani, gồm Isroin Islomov, 62 tuổi, cùng hai con trai Dilova Islomov, 24 tuổi và Aminchon Islomov, 33 tuổi. Mới đây, đặc phái viên Nga tại Hà Lan, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học OPCVK, ông Vladimir Tarabarin, đã cáo buộc Mỹ tiếp tục vận hành 30 phòng thí nghiệm sinh học trên lãnh thổ Ukraine. Đây được coi là một phần của chương trình sinh học quân sự bất hợp pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Investia rằng, ông Tarabarin nói số lượng phòng thí nghiệm của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine đã nổi tiếng từ lâu. Ông Tarabarin dẫn lời người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của Nga, Trung tướng Igor Kirillov đã tuyên bố vào tháng 3 năm 2022 rằng có 30 phòng thí nghiệm sinh học như vậy tồn tại. Ông nói, các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã phát hiện ra các tài liệu xác nhận chương trình sinh học quân sự quy mô được Mỹ và các nước NATO triển khai trên lãnh thổ Ukraine và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác. Sau khi lực lượng Nga bắt đầu tiến hành một chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các phòng thí nghiệm này được cho là đã vội vàng tiêu hủy các mầm bệnh mà họ đang nghiên cứu. Ông Kirillov khi đó cho biết thêm rằng Moscow đã thu được các tài liệu liên quan đến quá trình này. Tài liệu cho thấy các phòng thí nghiệm đã nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm như bệnh than và bệnh dịch hạch. Tướng Kirillov nói thêm, sự tồn tại của số lượng quá lớn, các tác nhân sinh học cho thấy các phòng thí nghiệm này có liên quan đến một số chương trình sinh học quân sự. Đáng chú ý, chỉ riêng một phòng thí nghiệm ở thành phố Lviv, miền Tây Ukraine đã phá hủy tới 320 thùng chứa các mầm bệnh gây ra bệnh dịch hạch, sốt manta và những bệnh khác. Khi được hỏi liệu số lượng phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ hiện tại ở Ukraine có còn ở mức 30 hay không, đại sứ Tarabarin nói, theo dữ liệu của chúng tôi là có. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi trong 20 năm qua Washington đã ngăn chặn tất cả các sáng kiến của Nga nhằm củng cố chế độ công ước về vũ khí sinh học BVKC và tạo ra một cơ chế hiệu quả để xác minh việc tuân thủ các điều khoản của nó bởi tất cả các nước tham gia. Phía Nga đã nhiều lần nêu quan ngại về một mạng lưới các phòng thí nghiệm bí mật do Mỹ tài trợ ở Ukraine, công bố hàng loạt tài liệu thu được từ chính quyền Kiev mà Moscow cho rằng có liên quan đến hoạt động của các cơ sở đó. Tháng 4 năm ngoái, ông Kirillov cho biết Nga không nghi ngờ gì về việc Mỹ, dưới chiêu bài đảm bảo an toàn sinh học toàn cầu, đã tiến hành nghiên cứu lợi dụng bao gồm cả việc tạo ra các thành phần vũ khí sinh học ở gần biên giới Nga. Chương trình phòng thí nghiệm sinh học của Hoa Kỳ ở Ukraine trước đây được gọi là nghiên cứu sinh học chung đã được đổi tên thành nghiên cứu kiểm soát sinh học để có thể tiếp tục hoạt động. Chính phủ Mỹ đã xác nhận sự tồn tại của các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng chúng hoàn toàn hợp pháp và không nhằm mục đích quân sự, mặc dù phần lớn được tài trợ thông qua Lầu Năm Góc. Moscow từ nhiều lần lên tiếng cảnh báo về hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ đặt tại các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Nga cáo buộc Trung tâm Nghiên cứu Luga, một phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở Georgia, là nơi tiến hành một số thí nghiệm nguy hiểm. Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc bác bỏ những cáo buộc này và gọi đây là chiến dịch thông tin sai lệch của Nga. Moscow từng nhiều lần lên tiếng cảnh báo về hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ đặt tại các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Nga cáo buộc Trung tâm Nghiên cứu Luga, một phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở Georgia, là nơi tiến hành một số thí nghiệm nguy hiểm. Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc bác bỏ những cáo buộc này và gọi đây là chiến dịch thông tin sai lệch của Nga. Trong những năm gần đây, người trẻ Trung Quốc được cho là đã bị mắc kẹt với giờ làm thêm liên miên. Một nhân viên văn phòng ở tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc là Zhang Weigong chia sẻ rằng ranh giới giữa cuộc sống và công việc của cô đã biến mất trong sinh hoạt khi làm việc tại nhà thờ COVID-19. Nhưng mọi thứ không tốt lên dù đại dịch đã chấm dứt, Gông nói. Tôi không thể phân biệt được đâu là công việc, đâu là cuộc sống, bởi lúc nào tôi cũng làm việc. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát và mọi người làm việc tại nhà, công ty của Gông tăng cường trao đổi thông tin qua các ứng dụng trực tuyến. Trên WeChat, cô phải tham gia hơn 50 nhóm trao đổi công việc bất kể giờ giấc. Cô chia sẻ, tình hình chỉ tồi tệ hơn khi đại dịch kết thúc, không ai quay về với phương thức làm việc cũ. Trong kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hồi đầu tháng, các đại biểu đã đề xuất tăng cường phương án bảo vệ pháp lý cho những nhân viên đang vật lộn với áp lực làm việc trực tuyến sau giờ hành chính, gọi đây là hình thức tăng ca vô hình.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Trung Quốc, ông Lưu Quốc Toàn coi hình thức tăng ca không được trả lương này là vấn nạn đã được bình thường hóa khi các công ty thúc đẩy nỗ lực chuyển đổi số. Ông nhấn mạnh các chủ lao động cần trả thù lao tương xứng cho những nhân viên thường xuyên phải tăng ca trực tuyến, luôn phải online khi họ mắc kẹt trong vòng xoáy công việc, ảnh hưởng sâu đến thể chất, tinh thần, ông cảnh báo. Luật Trung Quốc quy định người lao động được trả gấp đôi thù lao nếu tăng ca vào cuối tuần, gấp 3 vào ngày nghỉ lễ. Gong cho biết, cô được trả phụ cấp cho một số giờ làm thêm trực tuyến, nhưng số tiền này không đáng kể. Cô chia sẻ, thường xuyên tăng ca mà không được trả thù lao xứng đáng khiến tôi mất niềm hứng khởi tinh thần làm việc. Phó giáo sư xã hội học tại Đại học Bách khoa Hồng Kông là Jenny Chan cho biết, luật lao động quy định nhân viên làm 8 tiếng mỗi ngày, song văn hóa làm việc 996 đã trở nên khét tiếng từ nhiều năm nay, đặc biệt ở các công ty tổ nghệ. Thuật ngữ này ám chỉ người Trung Quốc làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Theo luật, chủ công ty khi áp dụng bất kỳ hình thức tăng ca nào cũng phải thống nhất với người lao động và công đoàn. Thời gian tăng ca thường không quá 1 giờ mỗi ngày, nhưng rất nhiều nhân viên phải làm việc 10 đến 12 giờ mỗi ngày, thậm chí dài hơn. Trong khi các công ty hiếm khi phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm luật lao động, Phó giáo sư Chen nhận định, một số địa phương lo ngại ảnh hưởng năng suất và lợi ích kinh tế đến mức trùng tay trong thực thi luật. Chúng ta cần những thay đổi triệt để như đưa ra các biện pháp trừng phạt rõ ràng hơn. Các công đoàn cũng cần chung sức bởi người lao động luôn ở thế yếu. Khảo sát lao động trẻ năm 2023 của GKI cho thấy 31,7% sẽ từ chối tăng ca kể cả khi được trả lương, nhưng 30,6% dựa vào tăng ca như một nguồn thu nhập bổ sung.